Thưa quý vị và các bạn, tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên nhận thức về tác hại của ma túy, có lối sống buông thả, ăn chơi đua đòi, sa vào tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, việc người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới gây nên những khó khăn trong giáo dục và điều trị cai nghiện. Một số đối tượng nghiện hút cho biết, những loại ma túy mới gần đây gây tác động rất mạnh đến thần kinh và để cai được thì không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều người đã lên trại cai nghiện đến lần thứ ba. Mình bỏ được thời gian sau khi tái nghiện lại, bạn bè rủ cũng do mình, từ mình người mình yếu đuối, mệt mỏi, vào đó dừng ảo giác, nghe bên tai thấy người đi bên cạnh. Từ năm 19 tuổi thì em đi chơi ở bạn bè, vào lúc sinh nhật thì được bạn bè cho chơi ma túy. Nên từ lúc đó cũng biết về ma túy và mấy năm sau em cũng nghiện ma túy. Tác động mạnh đến thần kinh, kéo theo công tác của các lực lượng chuyên môn cũng khó khăn hơn bội phần. Nhiều đối tượng gần đây sử dụng các loại ma túy mới thường mất thời gian các cơn dài hơn so với các loại ma túy cũ. Những biểu hiện lên cơn cũng đáng sợ và nguy hiểm hơn rất nhiều. Vậy nữa là các em sử dụng các loại ma túy tổng hợp như cỏ, vị đá. Thì mấy em này là có nhiều em là cái sức khỏe tâm thần là không ổn định, vẫn luôn là có người nói bên tai hoặc là nói Phật, nói cái này, nói cái nọ, là làm cái lỗ tai em là nó khi nào cũng lung bung á, nên ra là có những hành động là rất là khác thường, đập cửa, đá cửa hoặc là đập giường, đá giường, nói chung là hành động là khác so với học viên khác. Nhiều trường hợp là phải là có sự can thiệp của bên bác sĩ bệnh viện tâm thần, đó, nhiều em là phải tới 2 tháng, 3 tháng mới nhận thức được. Đó, mà cái chu kỳ mẹ em như khi sau khi ra khỏi phòng cắt cơn thì chu kỳ lặp lại cũng là có thể 18 ngày bị lại hoặc có thể 20 ngày bị lại. Một thế hệ ma túy mới đang thâm nhập vào giới trẻ. Đặc biệt chung của những loại ma túy thế hệ mới là điều được điều chế bằng cả phương pháp hóa học tổng hợp, khiến nhiều người dùng ngộ nhận chúng không nguy hiểm bằng ma túy truyền thống. Trong khi đó, hiện chưa có hướng dẫn nào về phác đồ điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp. Thì một số đối tượng không chỉ sử dụng riêng một loại mà sẽ sử dụng, có đối tượng sử dụng tới 2-3 loại cùng lúc, thì nó sẽ gây ra một số cái khó khăn trong cái quá trình cai nghiện. Cái thứ hai là cái ma túy loại mới này, thì giống như ví dụ ma túy đá thì nó gây ra một số cái triệu chứng về loạn thần kèm theo là hoang tưởng ảo giác. Thì việc mà chăm sóc sức khỏe cho đối tượng đấy thì ngoài cái việc mà cắt cơn cai nghiện theo quy trình rồi thì còn phải kết hợp với cả việc mà điều trị về các cái triệu chứng về tâm thần kinh, loạn thần hoang tưởng. Theo một khảo sát mới đây nhất của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, có khoảng 95% người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp. Trong số này lại có tới từ 70 đến 75% là giới trẻ, học sinh sinh viên từ 17 đến 35 tuổi. Sau cái quá trình mà trẻ em học thì cũng ngại, chưa muốn khai báo với các cơ quan chức năng. Ngay cả cái đối tượng nghiện đấy thì hiện nay cái nhóm dưới 18 tuổi đa số là sử dụng ma túy tổng hợp, do vậy việc phát hiện nó khó khăn hơn nhiều so với ma túy tổng hợp khác. So với các năm trước thì từ đầu năm giờ thì cái số lượng học viên có cái nhu cầu vào đây là tăng khá cao. Một cái diện tích rất là chật chội ở khu bắt buộc như vậy mà số lượng khi nào cũng 57, 58, có khi 59. Thì cái sinh hoạt ăn ở hàng ngày, cái phục vụ các hoạt động hàng ngày hết sức là khó khăn. Nhưng mà thời gian vừa rồi phải nói là với sự nỗ lực của cán bộ thực hiện cái nhiệm vụ làm tại cai nghiện thì số lượng đối tượng học viên mặc dù đông như vậy nhưng mà không có cái học viên nào bỏ trốn khỏi trung tâm. Và cái công tác giáo dục các em thì dần dần đi vào nề nếp. Cai nghiện vốn đã khó khăn vì những loại ma túy mới hiện nay đa số đều có tác dụng rất mạnh. Nhưng để người nghiện không tái nghiện lại càng khó khăn hơn. Theo thống kê, số người tái nghiện sau khi trở về cộng đồng chiếm tỷ lệ rất cao. Điều này để nói lên rằng cuộc chiến chống ma túy phải là cuộc chiến từ gốc. Nút thắt của vấn đề chính là chặn đứng nguồn cung ứng ma túy trong cộng đồng.